Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, một trong những nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt đang ngày càng phát triển và được lưu giữ những giá trị tốt đẹp, đó là phong tục thắp hương cúng bái cho ông bà, tổ tiên. Có thể nói, bàn thờ tổ tiên chính là nơi để con cháu nhớ ơn những người đã khuất và hy vọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Bàn thờ càng sạch sẽ, gia chủ càng có nhiều phước báu. Theo đó mà nhiều người thường băn khoăn có nên lau chùi bàn thờ thường xuyên hay không? Và điều này ảnh hưởng lớn như thế nào đến phong thủy? Để giải đáp được thắc mắc này, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Trong mỗi gia đình người Việt, vị trí cao giáo và sạch sẽ nhất sẽ là nơi đặt bàn thờ gia tiên. Từ lâu, bàn thờ gia tiên đã trở thành nét đẹp tâm linh trong nền văn hóa của người Việt. Nơi đây chính là nơi để con cháu có thể nhớ về những người đã khuất trong họ hàng, tổ tiên, cũng như nhớ về công ơn sinh thành. Chẳng ai có thể biết rằng bàn thờ gia tiên đã xuất hiện từ bao giờ, nhưng nó luôn có mặt trong một nếp sống, mọi văn hóa lịch sử và trong cả những câu chuyện xưa để lại. Bàn thờ là nơi linh thiêng, hội tụ linh khí của cõi âm và cõi dương nên luôn được con cháu thờ cúng một cách trân trọng. Đây cũng chính là nơi để mỗi người hướng đến cội nguồn và lẽ sống tốt đẹp nhất. Bên cạnh đó, bàn thờ cũng chính là nơi để con cháu gửi gắm những hy vọng về may mắn, bình an trong cuộc sống. Có thể nói, bàn thờ mang một ý nghĩa trọn vẹn về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Đây cũng là sợi dây kết nối giữa những người sống và người đã khuất. Đồng thời cũng là sự kết nối với quá khứ và hiện tại cho đến tương lai. Đây cũng chính là nơi để chúng ta có thể thể hiện sự hiếu thảo, biết ơn và thể hiện được tín ngưỡng của việc thờ cúng. Dù bàn thờ đơn giản hay là những mẫu bàn thờ cầu kỳ đều có những chuẩn mực mà con cháu cần phải tuân thủ. Hãy xem thêm các mẫu bàn thờ chung cư treo tường đẹp. Như đã đề cập ở trên, bàn thờ là vị trí linh thiêng trong gia đình và cũng là nơi mang lại nhiều điều may mắn và tài lộc cho gia chủ theo quan niệm tâm linh của người phương Đông. Chính vì thế mà việc lau chùi bàn thờ không được tiến hành qua loa, đại khái mà cần được thực hiện đúng cách và thể hiện được tấm lòng tôn kính của gia chủ đối với bề trên. Trong quá trình lau chùi, nếu phạm phải những điều cấm kỵ, gia chủ sẽ dễ gặp phải những điều kém may mắn. Theo đó, với sự quan trọng này mà không ít người đã và đang học cách dọn dẹp bàn thờ sao cho đúng phong thủy và cẩn thận nhất. Trong đó, có nhiều người thắc mắc có nên lau chùi bàn thờ thường xuyên hay không. Thực tế, có nhiều người quan niệm bàn thờ càng sạch càng thể hiện được sự hiếu thảo của gia chủ, từ đó tăng thêm nhiều tài lộc và phước báu cho các thành viên. Tuy nhiên, các nhà phong thủy cho rằng bạn chỉ nên lau chùi và dọn dẹp bàn thờ khoảng 2 đến 3 tháng một lần. Trong quá trình lau chùi này, bạn nên nhớ không nên lau chùi tổng thể mà chỉ nên bao sái bàn thờ. Việc lau chùi tổng thể chỉ nên tiến hành một năm một lần là được. Lau sái bàn thờ là cách nói của nhà Phật để chỉ về việc lau dọn bát hương vào dịp cuối năm hoặc vào ngày 23 hàng tháng. Bạn cần lưu ý là không lau bàn thờ với tần suất liên tục vì đây là khu vực đặt bát hương, là vị trí hội tụ linh khí của cõi âm và dương. Do đó, bạn nên hạn chế xê dịch để ảnh hưởng đến bề trên và đem đến những điều không may mắn. Chính vì thế, khi thắp hương, bạn chỉ nên vệ sinh bàn thờ sao cho sạch sẽ và không dính bụi bẩn là được. Điều này cũng đã giúp bạn thể hiện được tấm lòng của mình đối với tổ tiên và các vị Phật trong nhà. Quý vị thân mến, trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Sa Cát đã giải thích câu hỏi có nên lau chùi bàn thờ thường xuyên hay không? Ngoài ra, trong nội dung tiếp theo, chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách lau bàn thờ đúng chuẩn phong thủy
để có thể tăng phước báo, mang lại tài lộc và may mắn cho gia chủ. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo. Việc vệ sinh bàn thờ tưởng như là điều đơn giản nhưng đã ẩn chứa nhiều vấn đề tâm linh sâu sắc. Bởi vậy, các gia chủ đều nên hết sức cẩn thận trong quá trình lau chùi bàn thờ để tránh tình trạng bề trên phật ý và đem đến những điều kém may mắn đến cho gia đình của bạn. Trước khi tiến hành lau chùi bàn thờ, bạn nên tắm rửa sạch sẽ để loại bỏ những bụi bẩn trên cơ thể, đem đến sự trong sạch nhất. Đối với những ngày bình thường, không phải dịp cuối năm, bạn chỉ nên lau sạch các đồ cúng trên bàn thờ như đèn, chân nến mà không cần phải làm sạch toàn bộ. Trước khi lau dọn, nên chuẩn bị các đồ mới như chổi quét, khăn lau. Nước dùng để lau cũng cần phải sạch. Theo quan niệm dân gian, nếu dùng chổi, khăn lau dọn chung, vốn mang nhiều uế tạp thì sẽ không đảm bảo sự tôn nghiêm nơi thờ cúng. Còn trong khi lau dọn, bạn không nên di chuyển bát hương. Đây là điều tối kỵ mà bạn cần phải ghi nhớ. Theo quan niệm tâm linh, đây là nơi trú ngụ của những người đã khuất, nên khi di chuyển sẽ làm kinh động đến thần linh và khiến bề trên phật ý. Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình lau dọn bát hương, bạn nên nhớ không nên lau bằng nước lạnh mà nên sử dụng nước bao sái bàn thờ. Nước bao sái chính là loại nước được pha trộn từ các loại thảo dược khác nhau, cụ thể là đinh hương, bạch đàn, quế, hồi và gỗ vang để làm sạch bàn thờ. Nếu như bạn không tìm được các dược liệu này thì bạn có thể dùng rượu pha với vài lát gừng để hiệu quả làm sạch đồ cúng được cao hơn. Để có thể có được nước lau sái thích hợp trên bàn thờ, bạn chỉ cần cho 5 loại thảo dược vào trong một bình chứa và tiến hành đun sôi. Sau đó, bạn hãy để nước ấm ấm rồi dùng khăn lạnh để lau bàn thờ. Sự và kích thước và diện tích của gian thờ mà bạn có thể pha chế được lượng nước khác nhau. Trong khi lau chùi, bạn nên hết sức cẩn thận và hạn chế xê dịch các đồ cúng trên bàn thờ, đặc biệt là bát hương. Theo quan niệm xưa, ông cha ta thường cho rằng bát hương càng có nhiều chân thì càng thể hiện được tài lộc dành cho gia chủ. Tuy nhiên, nếu tình trạng chân nhanh quá nhiều, bạn nên rút bớt để bàn thờ luôn được sạch sẽ nhất và tránh được tình trạng hỏa hoạn. Sau khi bàn thờ đã được lau dọn, bạn cần tiến hành đặt các đồ cúng về vị trí ban đầu. Ngoài việc chú ý đến loại nước nên dùng để lau dọn bàn thờ, một số những yếu tố khác như việc sắp đặt bát hương, bài vị, vật dụng thờ cúng trên bàn thờ ra sao cũng cần được lưu ý và để tâm, để tránh bị phạm lỗi, ảnh hưởng đến gia tiên và tránh sức phải xui xẻo cho mọi người trong gia đình. Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Đặt bát hương trong tranh. Bàn thờ gia tiên của người Việt thường có 3 bát hương. Bát chính giữa là thờ quan thổ công, thổ thần, táo quân. 2 bát hai bên thờ ông bà, tổ tiên của gia đình. Bát hương cần được đặt ở vị trí chắc chắn, không được để chỗ trong tranh vì có nguy cơ xê dịch. Trong quá trình lau dọn bàn thờ, rút tỉa chân nhang, hạn chế di chuyển mạnh bát hương, bởi người xưa cho rằng đặt bát hương trong tranh thì bát hương sẽ bị động, hàm ý mọi thứ sẽ không được ổn định, sẽ đổ vỡ. Làm đổ vỡ đồ thờ cúng. Người Việt từ xưa vốn kiêng kỵ làm đổ vỡ đồ vật vì đó là điềm báo xui xẻo sắp đến. Nhất là đồ thờ cúng, việc đổ vỡ là điều đại kỵ. Đồ thờ cúng trên bàn thờ thể hiện lòng thành của con cháu với người đã khuất và các vị thần linh. Vì thế nếu làm vỡ, người xưa quan niệm rằng đó là dấu hiệu tổ tiên không hài lòng điều gì đó hoặc điềm xấu sẽ tới. Vì thế, khi lau dọn bàn thờ, cần thật cẩn thận, tiến hành nhẹ nhàng, tránh tuyệt đối đổ vỡ. Bỏ cát vào trong bát hương. Bát hương cần được bốc bằng tro sạch, đốt từ rơm nếp hoặc rơm tẻ sạch, lọc kỹ để bỏ đi những tạp chất nhằm đảm bảo tính trang nghiêm và thanh tịnh. Gia chủ không nên bỏ cát vào trong bát hương. Quan niệm dân gian cho rằng việc làm này sẽ khiến cho gia đình lục đục, gặp những điều không may mắn trong năm đó. Tùy tiện di chuyển bát hương. Bát hương không chỉ là nơi để con cháu thắp hương nhớ về tổ tiên, ông bà. Đây còn là nơi kết nối tâm linh giữa tổ tiên và gia chủ. Trong văn hóa tâm linh của người Việt, nếu tùy tiện di chuyển vị trí bát hương sẽ không tốt cho công việc làm ăn, sức khỏe của mọi người trong gia đình.
Để hạn chế di chuyển bát hương, gia chủ chỉ cần dùng khăn sạch, nhúng rượu rồi lau bát hương là được. Ngoài việc không được tùy tiện di chuyển bát hương, gia chủ cũng không được di chuyển chân hương tùy tiện bởi nó sẽ ảnh hưởng tới may mắn của gia chủ. Không tự ý tỉa và đổ chân hương. Đặc biệt, không làm vỡ đồ, không nói tục, chửi bậy, không to tiếng làm ảnh hưởng tới bề trên. Các chuyên gia tâm linh cho rằng, việc tỉa chân hương có thể làm hàng tháng vào dịp cuối tháng để bát hương, bàn thờ luôn sạch sẽ, sáng sủa và tránh hỏa hoạn. Việc lau dọn trên bàn thờ không nên quá thường xuyên vì khu vực đặt bát hương rất cần tụ khí. Nếu động chạm liên tục thì theo tâm linh cũng không tốt. Còn bình thường, khi thắp hương chỉ nên lau bàn thờ cho sạch sẽ, không để bụi bẩn hay mạng nhện dính ở đó. Từ trước tới nay, người ta luôn quan niệm rằng người lau dọn bàn thờ phải là gia chủ, đại diện cho gia đình. Thế nhưng, theo các chuyên gia phong thủy thì chỉ cần là các thành viên trong gia đình, ai làm việc này cũng được. Chỉ có một số lưu ý nhỏ là trước khi dọn dẹp thì phải tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc đàng hoàng, chỉn chu và thật thành tâm. Sau đó chuẩn bị đĩa hoa quả đặt lên và thắp một nén hương thông báo cho tổ tiên và thần linh biết ngày hôm nay sẽ thu dọn bàn thờ, mời tổ tiên và thần linh tạm lánh sang một bên để con cháu thực hiện công việc. Không đặt hoa giả, quả giả. Các chuyên gia khuyên không nên bày hoa giả, quả giả lên bàn thờ mà chỉ nên cúng hoa quả thật. Bàn thờ nếu đặt những vật giả vào sẽ không thông thoáng và thanh tịnh. Việc thờ cúng quan trọng ở cái tâm, cho nên dù ít dù nhiều cũng nên dùng đồ thật để bày biện. Bạn cũng không được đặt hoa héo và hoa khô trên bàn thờ vì như vậy sẽ khiến mọi người trong nhà gặp nhiều xui rủi, công việc bất lợi. Hãy đặt một lọ hoa tươi trên bàn thờ để mang lại sinh khí tươi mới cho cả gia đình. Lưu ý, chỉ nên dùng các loại sen, mai, đào hay huệ lên bàn thờ tổ tiên. Đặc biệt, không nên cắm các loại hoa như cúc, ly, hoa dâm bụt để gia đình không bị xao xáo, chịu cảnh ly tán. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.